Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 20 tháng 4 trên kênh VTV Tiền và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung sẽ xảy ra mưa rào rải rác, trạng thái rét vẫn diễn ra ở nhiều khu vực. Đối với khu vực vùng núi cao tiếp tục xảy ra rét đậm, nhiệt độ ban ngày và đêm sẽ giảm xuống mức từ 3 đến 5 độ. Dự báo sau 3 ngày tới, nhiệt độ có xu hướng tăng mạnh trở lại, gió mùa đông bắc và có xu hướng suy yếu dần, và thay vào đó là gió đông nam và tây nam sẽ hoạt động mạnh trở lại. Còn trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, dưới tác động của khối không khí lạnh kết hợp thêm với vùng hội tụ gió trên độ cao, miền Bắc tiếp tục có mưa rào nhiều nơi. Vùng mưa tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hay là Lào Cai. Cục bộ có một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Sang đến ngày mai, mưa có xu hướng giảm dần nhưng trời vẫn còn có nhiều mây cả ngày. Nhiệt độ tại miền Bắc vẫn thấp, ở khu vực vùng núi và trung du nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Trở xuống với khu vực miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh là vùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nên trong đêm nay và ngày mai trời vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác. Đến trưa chiều mai trở đi, mưa giảm trời tạnh ráo, nhiệt độ ở khu vực này dao động từ 23 đến 25 độ, trời lạnh. Trong khi đó, ở khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 30 độ, trời mát. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, tiếp tục với ngày mới, trời vẫn có nắng ấm, nhiệt độ ngày cao từ 30 đến 33 độ, trời mát mẻ. Lưu xuống khu vực phía Nam ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay đều không có mưa, thời tiết tốt. Sang đến ngày mai cho đến 3 ngày tới, cả hai khu vực này trời có nắng từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực vùng cao Tây Nguyên là từ 30 đến 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, dao động ở mức từ 33 đến 35 độ. Trời nắng nóng xuất hiện cục bộ ở một vài nơi